Hơn 50 học sinh tại Hà Nội ngộ độc thực phẩm sau chuyến dã ngoại. Hàng chục học sinh một trường tiểu học tại Đắk Lắk phải nhập viện cấp cứu sau khi nhận bóng bay của người lạ trước cổng trường. Học sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường học. Những sự việc gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thể chất và tinh thần với học sinh liên tiếp xảy ra thời gian gần đây, đặt ra nhiều vấn đề về an ninh, an toàn trong trường học. Mái trường vốn là nơi để trẻ học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng và là nơi an tâm nhất để phụ huynh gửi gắm con em mình. Thế nhưng giờ đây, trường học lại đầy rẫy những bất an. Trường Trung học cơ sở Xuân An, huyện Yên Lập, nơi vừa xảy ra vụ việc các nam sinh lớp 7 đánh bạn học cùng lớp, khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị. Từ những mâu thuẫn nhỏ, cộng thêm tính hiếu thắng của tuổi dậy thì, đã gây ra những vụ bạo lực học đường không đáng có. Những hành vi tưởng như chỉ là trò đùa của các cô cậu học trò, nhưng để lại những hậu quả hết sức đau lòng. Tôi cảm thấy mình sai, mình bị đánh bạn. Sau sẽ thay đổi, không đánh các bạn nữa. Trên địa bàn xã Xuân An thì các cháu thì thường là ở với bố mẹ, nhưng cũng có khoảng ngoài 20% là các cháu ở với ông bà, thì bố mẹ phải đi làm ăn xa nên cái giáo dục của gia đình thường là cũng chưa được thực sự tốt. Đối với đơn vị nhà trường chúng tôi thì cũng sẽ làm để răn đe giáo dục các cháu và làm nghiêm đối với các cháu mà có vi phạm. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm cả nước xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Trung bình, cứ 5.200 học sinh lại có một vụ đánh nhau. Cứ hơn 11.000 học sinh có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau. Cứ 9 trường, có một trường có học sinh đánh nhau. Đặc biệt, mức độ bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng. Hành vi bạo lực cũng ngày càng đa dạng hơn. Ngoài bạo lực thể chất, thì bạo lực tinh thần với hành vi mắng chửi, đe dọa, sỉ nhục, tẩy chay, xa lánh cũng ngày càng gia tăng. Hậu quả đôi khi lại không chỉ dừng lại ở sự cãi vã, xô xát thông thường, mà đã có những án mạng gây rúng động dư luận. Hậu quả của bạo lực học đường thì nó để lại hậu quả cho cái cá nhân người bị bạo lực và kể cả xã hội và gia đình. Thế và trong đó là tổn thương về tinh thần là một cái tổn thương mà khó chữa lành nhất. Cái tổn thương về thể chất người ta có thể chữa lành, nhưng cái tổn thương về tinh thần là cái tổn thương mà nó để lại nhiều cái hệ lụy, nhiều cái hậu quả rất là đáng tiếc và tiêu cực. Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới, nhưng những vụ việc đau lòng xảy ra tiếp tục là lời cảnh báo cho các gia đình, nhà trường và cả xã hội. Nếu những tâm tư và vấn đề của trẻ không được quan tâm, phát hiện kịp thời, sẽ dễ dàng xảy ra những sự việc ngoài tầm kiểm soát. Tham gia bình luận trong chương trình, cô giáo Hà Ánh Phượng, đại biểu Quốc hội khóa 15, giáo viên trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn. Hiện nay thì bạo lực học đường không chỉ xảy ra giữa học sinh nam mà còn ở cả học sinh nữ, không chỉ là giữa học sinh với học sinh mà còn có cả ở giữa học sinh và giáo viên. Vậy thì theo chị, để xảy ra những cái sự việc không mong muốn như thế này thì trách nhiệm thuộc về ai? Theo tôi thì trách nhiệm trước tiên là phụ thuộc vào chính những cái người mà tham gia trong những cái vụ bạo lực học đường như thế này. Chúng ta cũng không hoàn toàn đổ lỗi được cho tất cả các nhà trường, bởi vì tôi nghĩ là cái trách nhiệm ở đây sẽ thuộc về gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình đóng một vai trò hết sức quan trọng, bởi vì phần lớn các em ở nhà với cha mẹ và cái kỹ năng xử lý tình huống trong cuộc sống như thế nào thì đây là một cái phần rất là lớn phụ thuộc vào cái phần dạy dỗ của cha mẹ. Và theo cái luật giáo dục năm 2019 điều 93 thì có chỉ ra rõ rằng là xã hội cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong việc xây dựng một cái môi trường an toàn lành mạnh về cho học sinh và những cái phòng chống những cái nguy cơ cho người học. Thì theo tôi là trách nhiệm sẽ không thuộc về riêng ai, mà trong này thì cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Phần lớn các trường học hiện nay thì đều đã lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực học đường vào trong các tiết học. Tuy nhiên thì bạo lực học đường không những là không giảm mà còn có xu hướng ngày càng gia tăng. Vậy thì theo chị thì chúng ta cần phải thay đổi cách tiếp cận cũng như là giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh như thế nào để có thể là phù hợp với các em? Có thể thấy là cái hoạt động lồng ghép rồi thì tuyên truyền tăng cường cái phòng chống bạo lực học đường trong trường học đang diễn ra rất là quyết liệt, nhưng nói một cách khách quan thì theo tôi là vẫn chưa được
hiệu quả, và ngay cả trong cái công tác tư vấn tâm lý còn gặp nhiều khó khăn do một số nguyên nhân. Hiện tại thì trên các nước phát triển trên thế giới, ví dụ như là Singapore, các nước ở Đông Âu hay là Mỹ, hay là một số các cái trường quốc tế ở Việt Nam hay là một số trường tư thục đã và đang áp dụng một số cái giải pháp, ví dụ như là lồng ghép cái bộ môn giáo dục cảm xúc, hay trong tiếng Anh gọi là self social emotional learning, để biến nó thành một cái môn học giống như một cái môn học giáo dục công dân, hay là một số những cái môn mà ở trong nhà trường bắt buộc để học sinh có thể học xuyên suốt. Và cái những cái bộ môn như là giáo dục cảm xúc xã hội, nó đang là một trong những xu hướng dạy học trên thế giới, mà qua đó thì học sinh có thể nâng cao cái nhận thức, hiểu về bản thân mình và có những cái cách cư xử, xử lý các tình huống một cách hiệu quả và kiềm chế cái cảm xúc của mình. Qua đó thì cũng có nhiều cái nghiên cứu người ta chứng minh được là cái việc lồng ghép cái bộ môn cảm xúc xã hội này với cái việc mà giảm cái tỷ lệ mâu thuẫn trong trường học cũng như là bạo lực học đường. Đồng thời có thể thấy rằng là hiện tại các cái chương trình của Bộ Giáo dục cũng giống như là các cái chương trình để đào tạo cho các thầy cô thì còn mang tính chất là ngắn hạn và chưa xuyên suốt. Và tôi rất là mong muốn là trong thời gian tới có thể có những cái đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý toàn thời gian được tuyển dụng ở các nhà trường, và để trở thành những cái đội ngũ cốt cán hỗ trợ các thầy cô trong cái công tác tư vấn tâm lý cho các em. Và tôi nghĩ rằng là nếu như giải pháp này được thực hiện thì cũng phần nào góp phần giảm được những cái áp lực, những cái vấn đề về tâm lý cũng như là vấn đề bạo lực học đường trong trường học. Không chỉ riêng vấn nạn bạo lực học đường mà hiện nay có rất nhiều vấn đề đặt ra trong công tác đảm bảo an toàn trong trường học. Và khi các sự việc đau lòng xảy ra với học sinh thì mới lộ ra rằng quy trình đảm bảo an toàn cho trẻ ở cơ sở giáo dục là quá lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm của người lớn. An toàn giao thông cho học sinh, những tưởng chỉ là việc xảy ra ở bên ngoài nhà trường, nhưng trên thực tế đã xảy ra với học sinh ngay trong sân trường, và người gây tai nạn lại chính là các thầy cô giáo. Cổng trường đổ sập, cây đổ giữa sân trường khiến nhiều em bị thương phải đi cấp cứu và đã có những cái chết thương tâm. Những vụ việc ngộ độc thực phẩm, bữa ăn bán trú, ma túy, núp bóng thuốc lá điện tử xâm nhập học đường. Trường học đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, an toàn, khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Mình cũng xem nhiều ở trên Internet tất cả các vụ việc đấy, thì nói chung là tâm lý của phụ huynh thì ai cũng rất là lo lắng. Rất là mong là có một nhà trường sẽ tạo cho các con môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh, đảm bảo những bữa ăn dinh dưỡng chất lượng và mọi đồ chơi phục vụ cho học tập của các con, luôn luôn là mong nhà trường sẽ đảm bảo được an toàn. Khi mà con đến trường thì phụ huynh chúng tôi thì cũng rất là lo lắng, bởi vì cũng có những trường xảy ra như là có khi là bị cây đổ này, rồi có khi cũng có trường hợp là để con quên trẻ trên xe. Đấy, và đưa con đến trường thì chúng tôi cũng rất là muốn là đảm bảo về cái tính an toàn cho các con. Hiện nay, các trường mầm non và hầu hết các trường phổ thông đều tổ chức dạy và học 2 buổi trên ngày. Không chỉ học tập, trẻ còn ăn uống, ngủ nghỉ và tham gia rất nhiều hoạt động khác ở trường. Điều đó cũng đặt ra hàng loạt vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú, an toàn tại khu vực sân chơi, bãi tập, an toàn trong các hoạt động học, hoạt động trải nghiệm. Trong mỗi hoạt động thì chúng tôi đều xác định là đều phải giáo dục lồng ghép, tích hợp để các con có những cái kỹ năng ứng xử với bản thân, ứng xử với bạn bè, ứng xử với môi trường đảm bảo an toàn. Và môi trường cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng thường xuyên yêu cầu cán bộ quản lý các trường học chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, rồi thì tu bổ, nâng cấp để mỗi một chi tiết nhỏ trong lớp học cũng như ngoài lớp học đều phải đảm bảo an toàn, hướng tới là an toàn, thân thiện và bình đẳng. Thuốc lá điện tử hay là thời gian qua, ngành giáo dục cũng đã ban hành nhiều văn bản quy định về công tác bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong cơ sở giáo dục. Nhưng điều quan trọng hơn hết phải là sự tận tâm, chu toàn của nhà trường, từ người đứng đầu, cán bộ quản lý đến mỗi giáo viên. Thứ nhất là tất cả các biện pháp về nội quy, quy định, quy trình là thực hiện tốt. Tuy nhiên thì cái quan trọng nhất vẫn là cái sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm của thầy cô. Bởi vì như thế thì khi mà có thầy cô mà tận tình, tâm huyết, trách nhiệm ấy, thì sẽ có thể là lường trước được và có thể là ngăn ngừa được cái vấn đề nó xảy ra đối với mất an toàn của học sinh. Và đặc biệt là phải hướng dẫn các cháu, dạy bảo các cháu kỹ năng để tránh xa các cái vấn đề về
của xã hội, tệ nạn của xã hội. Ngoài cái vấn đề của nhà trường là chúng tôi đảm bảo tốt vật chất, thì ở tại mỗi cuộc họp của nhà trường chúng tôi đều đưa cái nhiệm vụ đó để quán triệt đến toàn bộ cán bộ giáo viên hàng đầu, đặt đấy tình yêu trẻ lên hàng đầu. Cái đạo đức nghề nghiệp đối với giáo viên nó rất quan trọng. Để đảm bảo an toàn các con thì các cô phải đảm bảo bao quát con tốt, chăm sóc con tận tình, và hơn thế nữa là cái mặt tinh thần an toàn rất quan trọng. Những năm học gần đây, nhiều trường học đặt ra mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, học sinh thích đi học và đến trường với niềm vui. Thế nhưng niềm vui chỉ thực sự trọn vẹn khi các em được học và chơi an toàn dưới những mái trường ấy. Với những cái vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua thì dư luận có đặt ra câu hỏi đó là trường học có còn là nơi an toàn với học sinh nữa hay không? Quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào? Theo tôi thì nếu trường học không phải là một nơi an toàn thì tôi không dám chắc là cái ngôi nhà mà các em đang ở cũng là nơi an toàn. Theo quan điểm của tôi thì trường học vẫn là nơi an toàn bởi vì điều này có cơ sở pháp lý cả. Theo cái luật giáo dục năm 2019, điều 49 có quy định rất rõ ràng về cái điều kiện để một trường học được phép hoạt động, và trong đó có nêu rõ đó là phải có môi trường an toàn và lành mạnh để đảm bảo là không ảnh hưởng đến người học, người dạy và người lao động. Dù rằng là những cái sự việc vừa xảy ra thì nó là những sự việc hy hữu thôi, nhưng mà qua đó thì các nhà trường cũng phải nâng cao cái tính cảnh giác và đảm bảo được cái tính an toàn trong trường học. Bên cạnh cái việc quan tâm đổi mới nội dung chương trình giáo dục thì chúng ta cần phải chú trọng hơn nữa đến cái việc mà đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường ra sao. Bộ Giáo dục đã có cái hành lang pháp lý rất là rõ ràng, từ những thông tư văn bản quy định đến các cái cơ sở giáo dục, thì theo tôi những cái giải pháp cần phải đặt ra ở đây đó là những giải pháp cứng và những giải pháp mềm. Cái giải pháp cứng ở đây có thể hiểu rằng là cái việc tăng cường cơ sở vật chất. Việc tăng cường cơ sở vật chất ở đây nó chính là cái việc mà đảm bảo cái sự an toàn, yếu tố an ninh, ví dụ như ngay từ cái quạt trần mà các em đang ngồi ở trong lớp hay là đến cái tường bao, để đảm bảo là cái tính an toàn. Và để làm được điều này tôi nghĩ rằng là cần phải tăng cường cái công tác xã hội hóa trong trường học dưới sự hướng dẫn chỉ đạo chặt chẽ của các cái đơn vị có liên quan. Về phần mềm thì tôi nghĩ đó là cái việc mà nâng cao nhận thức không phải chỉ cho riêng các em mà còn là các bậc phụ huynh. Và ở đây tôi muốn nhấn mạnh là cái kỹ năng xử lý tình huống đối với trường học an toàn, ví dụ như là cái kỹ năng phòng cháy, chữa cháy hay là kỹ năng thoát hiểm phải được lồng ghép trong chương trình và có cái tính thực hành cao, chứ không phải chỉ đơn thuần là việc tuyên truyền và sau đó thì không có cái sự đánh giá. Và đối với các thầy cô giáo thì tôi nghĩ rằng là các thầy cô sẽ cùng tham gia với ban an toàn trường học, cùng với nhà trường để phối hợp đảm bảo về cái việc an toàn của các em trong bất cứ cái giờ phút nào, kể cả khi lúc các em chơi, các em học hay là các cái hoạt động ngoài trời. Không chỉ ở bên trong nhà trường mà bên ngoài nhà trường hiện nay cũng có rất là nhiều cạm bẫy đối với học sinh, như là các cái đối tượng lừa đảo, dụ dỗ học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, ma túy đá hay là mất an toàn thực phẩm, mất an toàn giao thông. Vậy thì theo chị chúng ta cần phải làm gì để giảm thiểu tác động của những mối nguy này đối với học sinh? Có thể thấy là vấn đề này khá là phức tạp và điều này không phải chỉ có nhà trường và phụ huynh có thể quán triệt được, mà điều quan trọng nhất đó là phải nâng cao cái nhận thức, đồng thời trang bị những kỹ năng cho các em để các em có thể hiểu được những cái tác hại, phòng tránh. Và bên cạnh đó thì cái điều rất là quan trọng đây đó là tuyên truyền cả trong và ngoài nhà trường để chúng ta có thể đẩy lùi được những cái rủi ro và những cái sự việc không mong muốn này. Xin trân trọng cảm ơn chị đã tham gia chương trình.